Thưa quý vị, vào chiều ngày 2 tháng 11, lãnh đạo Công an huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với bà DTT, 50 tuổi, trú tại huyện Đắk Miêu, về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan tổ chức trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, ngày 6 tháng 10, tài khoản Facebook cá nhân của bà T đã đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật về công tác cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đắk Minh. Công an huyện Đắk Minh xác định những nội dung mà bà T đăng tải trên mạng xã hội Facebook là thông tin không đúng sự thật. Tại các buổi làm việc, bà T đã nhận thức được hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Trước đó, trong tháng 8 và tháng 9 2021, Công an huyện Đắk Minh cũng đã xử lý 3 trường hợp đăng tin sai sự thật, xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan tổ chức cá nhân trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.